là một chiếc áo mưa trùm bình thường. Thông thường thì ít khi nào mình quay làm đồ thời trang lên đây lắm, bởi vì đa phần là mọi người đều không có thích quay lên đây. Đầu tiên là mình cắt cái áo mưa nhỏ lại bằng kích thước của người mẫu, và sau đó là cắt đôi cái áo mưa ra. Mình sẽ cắt tay ngắn lại và cắt luôn cái mũ của áo mưa đi. Và trước khi mà để may các cái viền của áo mưa lại ở hai bên hông lại và cái tay lại á, thì mình sẽ phải dán cố định một lớp băng keo, và sau đó mình sẽ may tay thì nó sẽ không có bị bung chỉ. Sau khi cắt chiếc áo dài này xong thì phía đằng trước mình sẽ dán cái lớp gai dán. Mình sẽ dùng màu acrylic vẽ và mình sẽ trang trí cái bộ áo dài này. Mình xin lỗi các bạn nha, bởi vì mình không quay được chi tiết, là bởi vì có một mình làm thôi. Bộ áo dài thì nó quá to nên là cũng không có quay chi tiết được. Cái này là mình chỉ quay để chia sẻ mẫu thôi. Mình rất ít khi nào mà nhận hàng thời trang tái chế thiết kế, bởi vì đa phần hàng thời trang tái chế thiết kế của mình toàn là hàng đặt và hàng tự thiết kế riêng, người ta cũng không muốn quay chụp lại. Cái hoa này là mình cắt từ bao ni lông đựng rác này nè, để mình đính lên. Và bộ quần áo này là của mình đi thi nên là mình mới quay đó. Còn về bộ váy á, thì là mình sẽ dùng cái áo mưa một lần á, vì nó mỏng nên là mình sẽ dùng hai chiếc. Mình cắt phần phía dưới này ra này, sau đó là mình luồn dây, mình làm thành cái váy quây. Vì là thời gian cũng gấp mà mình cũng quay vội quay vàng để chia sẻ lên đây thôi. Thì cái váy này mình xong thì mình sẽ trang trí cái đai á, mình sẽ làm rời nhá, để mình sẽ che cái phần váy xấu lại. Thì mình làm cái dây buộc thế này này, đó dây rút, thì là để mình sẽ thâu cái váy ra vào được. Áo thì mình cắt là áo ống thôi, là mình sẽ dán cái miếng băng gai đằng sau để thu ra thu vào. Shop mình không có sẵn những hàng thời trang này đâu. Mỗi một mùa lễ mình chỉ nhận được một vài bộ thôi, bởi vì là phải tự thiết kế và tự may. Mình vừa phải thiết kế mẫu, vẽ mẫu, rồi đi chọn nguyên liệu. May hai bộ này là hết tới 5 ngày. Chính vì mất nhiều thời gian như vậy, mình sẽ không làm những việc khác nên mình hạn chế nhận hàng thời trang. Và giá thành cũng khá là cao. Hy vọng là chia sẻ lên đây các bạn sẽ tự làm cho mình được bộ thời trang tái chế vừa ý.